安全。 xuống cấp mất bồng mộng bị ế à. sáng giờ không móc được thì chân toàn là bị trọi không à chắc bữa nay nhịn đối quá ý có có sáng giờ móc cái này đẹp lắm mà không biết cái gì nữa để mình lấy gần cô thử coi qua wow, cái bình đều quá giống vàng quá cái này là vàng thường bán thẩm tiền luôn đó nha để mình chùi cô sáng vàng thường đem bán nha Ai 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 nào làm gì tao cái nào làm gì tao cái nào làm gì tao cái chết 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 ma ma mà không phải ma tiên ông nói gì ông nói gì ông nói ông là tiên tiên ừ ỉ ừ. ỉ ừ. ừ. không phải mà tiên ở trọng mới ra thấy không Sao biết kìa? À? Nghe biết liền. Người thường nó quay ăn mà kỳ cục vậy đâu. Ừ, đúng rồi. Ồ, mà con nói ông ở đâu ra? Là ở biên hòa hay là cũng chỗ quán thôi mà. Chết cha, ông bị nhốt trong bình mấy ngàn năm mà ông đâu có biết biên hòa chợ quán là ở đâu vậy? Nhà thương điên á. Không phải điên. Tiên. Thôi ông ơi, tự nhiên nó mình là tiên à thế con nhỏ ông gạt con hay không đâu có ông đâu có gạt con đâu tiên không quốc phép chứ đi kỳ cùng mà đứng quốc qua quốc lại không làm gì sao tin được giờ con muốn ông quá phép phải không ông làm phép với cô tin con muốn ông quá gì nè à biết ông quá nhẫn quá sao con biết ông quá phép con đừng có buồn nữa nha đâu có ai buồn đâu nè ông quá phép ta ông quá đi xuống xuống ông ơi đừng nhìn con ảnh đưa nha nhìn giống mấy dao bóng gà quá à nhìn kêu ta xuống nữa xuống gì xuống quần quần ai quần con quần con đâu quần con đó à, à, à. Nơi chơi gì quá à. mày tính chưa Mày không tin là tao xuống lần nữa là trụi lũi hết à con có tin, con tin rồi Để đưa bùa lại cho Trang Đứng gọi ông này nguy hiểm quá Đưa ông buộc phụ cho Thế ông buộc chặt cái nào chặt Ông qua phép cái là nó cũng xuống nha Tin chưa Con tin, con tin rồi ừ. Ông ơi, nói vậy ông là tiên thì ha ông Đúng vậy, ta là tiên đây Mà ông đâu xuất hiện ra ông? Ta từ trong chiếc bình cổ đó Chui ra Ta nằm trong đó hai ngàn năm rồi đó con Hai ngàn năm Ừ Cứ một chút xíu mà làm ha, Ông làm hai ngàn năm Chắc có lẽ là cực khổ lắm không Cực khổ vô cùng Cho nên ta có một lời quyền Ai cứu ta ra khỏi chiếc bình Ta sẽ cho người đó ba điều ước Ba điều ước Ông ơi vậy là con Con sẽ được ba điều ước Ước đi con ước gì được nấy Vậy cô ước không? Quỳ xuống đồ mất dạy Ông kia cô ước không? Ước đi ta làm phép cho Cô Ước gì? Ai biết Ước gì con ước làm gì ông ước sao ông biết ừ, Con quên con quên Ông ơi ấy giờ cô ước gì được không? Được chứ sao không được Ta là tiên mà ước gì không được Vậy cô ước ha Ừ ước đi con Cô cũng uh, cuốn làm sao á mà cho đường phố Việt Nam mình nó mà sạch, mà nó đẹp giống như là đường phố nó hoài vậy được không? <laughs> không sao ạ? Tiền nó tao lo nổi hết đường phố Việt Nam khúc cho lo còn không nổi gì nữa. Vậy sao nó mình là tiên, tưởng là tiên làm gì được chứ? Tiên người có tiên giàu, tiên nghèo chứ? Không là tiên nghèo. Tiên sao nghèo? nằm trong bình hai ngàn năm có làm ăn được gì đâu giàu ngu ngu cái thân thì móc bọc mà còn ước đường phố sạch đẹp thì bọc đâu con móc ừ ha ngu ha ước gì cho bản thân mình không ước ước vu vơ xa vời đúng không ha ước cho bản thân mình không ước trên xa vời ông ha ừ ông ơi mấy bữa nay móc ế quá con đói bụng, ông cho ước gì con ăn được không? Đơn giản vậy thôi hả? Dạ Sao con không ước trúng số độc đắc á? Thôi con nghèo lắm, không nhà không cửa hết trơn hết trội Trúng số tiền nhiều quá chỗ đó mà giấu Ui khá khen thay một tấm lòng thành thật Ta ban cho con Ông ban cho con cây này là đuổi rùi hả không? Ừ, trời ơi, cây phép của ta mà nói đuổi rùi Ta ban cho con cây phép Cây phép Đúng vậy Con cần món nào Thích món nào Con chỉ cần gõ nhẹ xuống đất ba cái Thức ăn sẽ hiện ra cho con ăn Con chỉ cần gõ nhẹ xuống đây Thức ăn hiện ra con hả ông? Đúng vậy nhưng nhớ Chỉ được ba lần thôi nhé Dạ Bữa nay mình thèm nhiều thú quá Bữa nay mình ướt Ăn một bữa chó đã lên súp Con mới ước gì ạ? Súp Súp cho ta húp bơ Ước món khác đi con Món này không có thực đơn Lớt to Món khác bít tết Món khác Tiên nổ Cái gì tiên nổ? Nãy giờ ước món, món đâu còn món nào đâu kêu món khá hoài à. Trời ơi, ông là tiên Việt Nam mà mày bị ước toàn đồ Mỹ không sao ông biết. Tiên Việt Nam thì con phải ước đồ Việt Nam chứ. Chẳng hạn như là rau muống luộc, um, cà phao hay là là là, là ba khía, ông mới biết như con con ăn được. Tự nhiên cái mày bị ước lá tờ, lách tờ tôi biết lá tờ cục gì. Sao nó giờ không nói? Nghèo bà đặt nói tiếng Mỹ nữa. Dạ cố lại nha. Nãy giận kỹ rồi. Cố cần. Thôi có Làm gì không thèm gì Tiếc canh Đồ à Hôm trên lộn Đồ à khỏi luôn đi Con nhớ không Nãy ông cho con ba điều ước Con ước ba món đồ Mỹ rồi Đâu còn ước đồ Việt Nam được nữa đâu ừ, Nhanh Trời trời hư cây phép ta bậy Hư cây phép ta bậy ừ. Con đi đâu đó con đi kiếm pha la con Chưa bị bỏ ông ở đây à Chứ con làm gì giờ Trời vợ bị móc pha ra đã để tao đứng bụi đời đây vậy Dắt ông đi ăn rồi đưa ông về con Thương con còn lo chưa xong bây giờ lo tới ông Con nói thiệt ông nha ừ. Từ nhỏ tới lớn Con bị người ta hiếp không à Con nằm mơ Con thấy ông tiên hiện ra giúp con cuộc đời con sung sướng Ai ngờ đâu bây giờ gặp tiền mà tiếng gà con nữa. Ta không có gạt con đâu. Chỉ đùa với con một chút cho vui vậy thôi. Lát nữa là ta dắt đi ăn. Ông nói thiệt hả? Ừ. Ông ơi đừng nhìn con ảnh muốn hơn nha. Con nói con nghèo lắm hả? Dạ, nghèo lắm à. Nghèo sao cái quần có gắn cái tivi màu nữa mày? Tivi đâu? Đó á. Không phải là gắt mình giá nó lại và sau hai miếng nữa nè trời ơi nó còn chu đích ra đó nghèo gì mà nghèo dữ vậy con rồi ba má mày đâu bỏ mày lang thang rách rưới như vậy ba má con ly dị với nhau bỏ con lúc có được ba tuổi ông tiên trời ơi nó ác như vậy sao sanh con ra là không có trách nhiệm nuôi dưỡng bỏ là lang thang rách rưới như vậy thời ơi, thật là tội nghiệp rồi năm nay con được mấy tuổi rồi dạ sáu tuổi rồi sáu tuổi sáu tuổi sao có chút xíu vậy con tại con thiếu ăn nhưng bị suy dinh dưỡng rồi con làm cái nghề này được mấy năm rồi bốn tuổi là con đã đi mất rồi bốn tuổi là con đã đi móc? Ôi vậy là hai năm dài con đi móc bọc Dạ Nghề này chắc cứng lắm mấy con Hết nghề làm Sẽ làm cái nghề này thâm niên vậy con Mùa côi mùa cúc Từ nhỏ tới lớn Ai à, mà cho con làm gì ông tiên Thật là tội nghiệp Rồi con còn bà con dòng họ gì không Dạ con còn một đứa em nữa Trời Phật ơi Mày vậy rồi em mày sống làm sao Rồi em con đâu Dạ thưa ông Ba má con bỏ nhau Rồi một con lũ kéo về Hai anh em con thức lạc Con cho giặt lên trên này móc bọc Còn em con chắc đang còn dưới quê á rồi quê con ở đâu vậy con? quê con nghèo lắm ông ơi mùa đông thiếu ảo hè thời thiếu ăn rồi con có về thăm em con hôn gì con đã ba lâu rồi không về miền trung thăm người em nắng mưa đêm ngày chắc trời ở xa nước mắt cũng rơi những cơn mưa tứ giờ lòng tiên giọt sầu thứ ngu ẩn khóc nữa đi con cho tiên dỗ dành lần cuối rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời con nói quê con ở đâu ở tận miền trung á ở tận miền trung gần nhà quan linh không con Sao không biết ca sĩ Quang Linh nữa? Trời ơi, ông nằm trong bình, ông nghe nó hát hoài à. Nghe nói nhà nó đâu ở ngoài Huế Ông mới nói gì? Nghe nói nhà nó đâu ở ngoài Huế Không phải nhà nó ở ngoài Huế Thì đó Anh nói đi Thì Huế Không phải nhà nó ở ngoài Huế Thì Huế Con biết rồi Con biết mà là xong tiếng Huế không được rồi Sao vậy? Tại có mỏ nhọn giống cá chùi kiến Ừ, trời 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 hổn 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 Tao gửi đứa giống nói cái mỏ tôi nhọn giống cá chùi kiến ừ. 2012, Việt Kiều quẩy quất người ta về Việt Nam Ta đầu tư, ta làm ăn phát triển kinh tế đất nước Mà về gặp con ăn mặc rách rưới giác bao giác bị Đi lang thang thành phố mất mỹ quan đô thị hết con Con đâu vô đi đâu làm ăn không tiên rồi cái bình ta đâu bình 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 Trời rồi cái bình của tôi mà dục mất tiêu rồi cái bình tôi <laughs> trời đất ơi ui cái bình của tôi bình tôi mà nó dục vậy nè vàng <laughs> thiệt đó con vàng im trời đất ơi vàng thiệt mày la lớn ngân cướp tớ nó giết chết hết vàng vàng chính số bốn đó con không phải con nghe ra nói vàng bốn số chín vàng bốn số chín hả dạ rồi Vậy là Ngọc Hoàng Thượng Đế Ông gạt tao Ông nói vàng chính số 4 Ông kia xấu bình có lỗ nhỏ nhỏ vậy không Lỗ này hả con Cũng vì cái lỗ này mà ông bị nhốt trong này Hai ngàn năm đó con Sao vậy ông Ở trên trời không có việc làm Ông dồn gái Thì phải rồi khóc gì nữa Nè à, ông cho con mượn á bán đi rồi kiếm miếng đất nó lớn lớn như là là mở siêu thị làm ăn với anh ta nghe ông ông ơi siêu thị lớn quá con lo không có nổi ông cho mở siêu âm được không hả siêu âm là gì là chỗ mấy bà khám thai á siêu gì cũng được miễn làm ăn lương thiện là được rồi sau này khá giả nhớ trả lại cho ta vì ta còn phải lo cho nhiều đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ giống con nữa con hiểu không ông tiên vậy làm xuống đây giúp trẻ mồ côi ha ông mô phật sao mô phật dài không mô phật dài cho đủ giờ con ông tiên sao thương con cho mượn cái bình trước vậy ông ông thương con gì con có tấm lòng thành thật tỷ con móc bọc nhưng không có móc son chảo của người ta trước khi chia tay ông có lời phiên con dạ. nghèo cho sạch rách cho thơm nghe con dạ. chứ con hôi nách lắm nghe con thôi giờ tạm biệt con đã đến ông phải lên đường để giúp cho những trẻ mồ côi ông đi đây ông đi cho theo ông ơi con theo ông dạ con theo ông làm cái gì? Con theo ông đi giúp các bảo một cô giúp con. Trời đã cười, con đã rách rưới như vậy giúp các bạn một cô giống con nữa ông tiên lá rách bùm lá nát mà ông ôi thật là tội nghiệp khá khen thay một tấm lòng nhân hậu được rồi ông sẽ cho con theo ông đứng sau lưng ông nhắm mắt lại để ông dùng thần thông bay cho nó lẹ nghe con khẩu Phật niệm chân ngôn phép màu. Ông ơi mà má quá vui, ông ba sắp hợp sự cáo ơi, chó mà quá, chó mà quá. Khùng, à. khùng, khùng, làm gì la sầm hả? Chưa có bay gì hết là la âm sầm à. Sao nghe tiếng gió ù ù á? Gió ù chẳng qua là, tại vì trời chuyển mưa gió ù ồ chứ ông chưa có bay. Thấy không? Bây giờ đứng sau lưng ông, dịnh thiệt chặt để ông dùng thần thông bay cho nó lẹ, dịnh chặt vô nghe không? chứ mày lỏng lỏng là bay nó cái xúc tay té xuống gãy răng dập môi hết nha không Dạ. ừ đứng đó khẩu phật niệm chân ngôn phép màu lại đi bộ đi bộ nổ nữa Thôi bây giờ ông nói con nghe nè ông cháu mình khỏi cái bay mất công lắm ông cháu mình đi bộ tà tà tới chỗ nào á có những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người già neo đơn, ông cháu mình tìm cách giúp đỡ nghe em con. Dạ. Thôi được rồi, con hãy mau theo ông, cất bước.